thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên Đáng nhâm dần 2022, sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lê Nguyễn Minh Triết, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ngô xuân thắng dẫn đầu đã đến dân hương tại đài tưởng niệm thành phố đài tưởng niệm liệt sĩ hòa vang nghĩa trang liệt sĩ thành phố và nghĩa trũng phước ninh trong không khí trang nghiêm tại đài tưởng niệm thành phố, với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã đặt vòng hoa và thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, những người anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Dân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, đoàn đại biểu thành kính dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ hôm nay nguyện cống hiến sức mình, phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đưa thành phố phát triển, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, đoàn danh phúc mặc niệm và thành kính dân hương tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng kiên trung của dân tộc và của quê hương Đà Nẵng anh hùng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, đoàn kết một lòng ra sức phấn đấu để xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp và văn minh, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đến dân hương tưởng nhớ các nghệ sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1858-1860 tại nghĩa Trũng Phước Ninh đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những sự hy sinh to lớn của các bậc cha ông để đất nước hôm nay được thống nhất hòa bình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ các thành viên trong đoàn nguyện một lòng chung tay đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp